Kính thưa chư vị, đời một chuẩn bị sanh tử này, ban đầu tâm nguyện dành cho các bác lớn tuổi. Sau khi suy nghĩ thông, Khải Toàn muốn gửi đến tất cả những vị trung niên người Việt chúng ta. Khải Toàn thành tâm hoan hỷ cúng dường. Bài chia sẻ này mong chư vị hữu duyên đón nhận, được đại ý, được học Phật là phước báo lớn nhất, viên mãn nhất của một đời người. Khải Toàn tha thiết gửi đến các vị trung niên, các bác lớn tuổi và cả cha mẹ cô dì của mình lời khẩn thiết học Phật, thành tâm niệm Phật, tự đảm bảo cho mình con đường về phương Tây cực lạc. Những vị năm nay ngoài 3, 4 hay 50 tuổi, có ai đảm bảo rằng mình sẽ sống thêm nhiều năm nữa? Có ai đảm bảo rằng cha mẹ, ông bà của mình có thể sống trường thọ, có thể sống được an vui? Không ai có thể đảm bảo về thọ mạng của chính mình. Xin chư vị đồng học, không có sự đầu tư nào mang lại phước báo lớn mà không rủi ro. Học Phật chính là sự đầu tư của người có trí huệ. Mỗi năm trôi qua, tuổi lớn dần, thân thể kém linh hoạt, trí nhớ kém minh mẫn, mà vẫn mãi lo nghĩ chuyện thế gian. Dù ngày đầu lập nghiệp hay tận mấy mươi năm sau, danh lợi vẫn chiếm hữu hoàn toàn tâm trí. Rồi chuyện tình cảm, chuyện con cái, không có nổi một hôm thanh tịnh, quả thật đáng thương. Chư vị hãy tưởng nhớ lại, ngày đầu mở tài khoản ngân hàng, rồi mở thẻ thứ hai, thứ ba, có bao giờ chư vị hài lòng với những con số trong tài khoản của mình? Nếu có, chỉ là những phút giây ngắn ngủi. Thời gian còn lại, chư vị mất ăn mất ngủ vì sự biến động của nó. Chúng ta đã bị danh văn lợi dưỡng lấp đầy tâm trí, cái tâm trí mỏng manh tội nghiệp này. Cuộc sống với bao chướng ngại, thân lực giới hạn, tâm tư bao phiền não. Mỗi sáng thức dậy, mỗi tối trước khi đi ngủ, có bao giờ các vị buông xuống những suy nghĩ về tiền nhà, tiền điện nước, tiền con cái, tiền góp, tiền ngân hàng và hàng trăm thứ tiền lo toan khác, khiến chúng ta thành một quả bom nổ chậm. Áp lực tiền bạc, trách nhiệm đè lên vai người trụ cột, công việc ngoài xã hội, cạnh tranh, bất kỳ một lời nói khó nghe từ người khác, lời nói khó nghe từ người thân hay một việc phát sinh ngoài mong muốn, chúng là mồi lửa kích quả bom nổ chậm trong chúng ta. Đó chính là khơi nguồn của mọi nghiệp tội về sau. Mãi đóng vai người phiền não trong chính giấc mộng của mình. Đời người là đại mộng, mỗi giấc mơ là tiểu mộng. Có vai nào thật đâu chứ? Cớ sao dành hết tâm tư tình cảm vào những vai diễn, để khi màn sân khấu khép lại, ta quay về với thực tại không còn là chính mình. Hãy thử bình tâm mà nghĩ lại xem, khi xưa đóng vai một đứa trẻ nhỏ, thấy viên kẹo, thấy món đồ chơi yêu thích, sống chết với ai lấy đi thứ đó. Được người khác khen ngoan, khen đẹp thì thích thú vui mừng, bị người chê, người cười thì giận dữ. Ngay khi vừa có chút nhận thức sự vật, cái tôi của một đứa trẻ đã trỗi dậy, dễ dàng bị lôi lên sân khấu, diễn những vai diễn mà mình không chủ động. Mười mấy năm sau, vào vai trẻ thành niên, hùng hùng hổ hổ, muốn chứng tỏ mình với cha với mẹ. Tầm 20 tuổi, đòi sống đòi chết vì tình yêu. Đến khi lập gia đình, mong mỏi hồi hộp có được đứa con. Càng về sau, khi con lớn lại càng thiếu kiên nhẫn và dễ nóng giận khi con không vâng lời. Đã lập gia đình, sự nghiệp kém thì khổ tâm, than thân trách phận. Sự nghiệp phát triển thì ngày đêm nghĩ cách giữ nó, lo sợ nó mất đi. Ngoài 40-50 tuổi, tiền bạc tài sản công danh là thứ chiếm hữu trọn tâm trí. Có ít thì buồn, mà vơi đi thì khổ. Cái buồn cái khổ này không thể đoạn. danh lợi, tiền bạc, lời khen có khác nào viên kẹo trong mắt đứa trẻ. Vì sao không thể đoạn trừ tiền bạc, đoạn trừ danh lợi khỏi tâm của mình? Vì sao mãi ôm cái buồn cái khổ của thế gian vào lòng? Quả thật đáng thương cho kiếp được thân người này. Chẳng may vô thường gõ cửa, trong tâm chất chứa đầy oán giận, trong tâm còn luyến tiếc tài sản, linh thức không chịu rời đi. Cái phiền phức này vô cùng khó đoạn. Dù cái linh thức ấy có tìm đường tái sanh, nó sẽ đầu thai vào gia đình kém êm ấm, đầu thai theo nghiệp quả đời trước. Vì linh thức của một con người đầy oán giận, còn luyến tiếc danh lợi, sẽ tìm đến nơi có cùng tầng sống với nó, không thể đầu thai vào một gia đình phúc đức. Một lần nữa thật bi ai. Chư vị bình tâm quán xét những lời Khải Toàn vừa nêu, làm hộ pháp cho cha mẹ chư vị, hồi hướng cho họ về phương Tây Cực Lạc. Từ nay chư vị nên buông xuống vạn duyên, lấy câu niệm Phật đặt trọn trong lòng. Chưa buông được một lần triệt để, hãy buông xuống từng phần. Chưa niệm Phật được trọn ngày trọn đêm thì niệm sáng niệm tối. Hãy niệm ông Phật của chính mình, tự mình tìm Phật tánh bên trong tâm của mình, tự mình tìm đường về với Phật A Di Đà. Sau đây mời chư vị nghe bài khai thị trích đoạn Nhật Mộ Đồ Viễn từ lão hòa thượng pháp sư Tịnh Không. Khải Toàn xin phép biên soạn thêm vài ý, có chỉnh sửa văn tự phù hợp với đa phần người Việt trẻ chúng ta. Trời đã xế bóng, đường về còn xa, người xưa có câu thành ngữ Nhật Mộ Đồ Viễn. Tạm dịch: trời đã xế bóng, đường về còn xa. Ngày xưa không có xe ra đường, muốn đến một nơi nào phải đi bộ cả ngày trời. Mặt trời xuống núi, hoàng hôn ló dạng, mà đường về vẫn còn xa, trong lòng vẫn thấy bồn chồn nao nức. Câu nói này của Ấn Quang Đại Sư dẫn dụ, chỉ dụ cho người già thời gian sống không còn nhiều nữa, mà việc vãng sanh chưa có tin tức, chưa có hy vọng gì. Mặc dầu khai thị đối với những bác lớn tuổi, nhưng thực tế nó thích hợp cho mọi người trong tầng lớp xã hội của chúng ta, bao gồm cả người già lẫn người trẻ. Bởi vì trên đường Huỳnh Tuyền không phân chia già trẻ, ngoài mộ lắm kẻ vẫn còn thơ. Vô thường muốn đến là đến ngay, không người trẻ tuổi nào có thể đảm bảo mình có thể sống đến già. Mỗi người chúng ta đều là Nhật Mộ Đồ Viễn. Vì thế, thời gian không còn nhiều nữa, thế nhưng việc lớn của sanh tử vẫn chưa giải quyết xong. Bạn nay hơn 60-70 tuổi rồi, không bao lâu nữa sẽ chết. Ngay bây giờ phải sắp xếp xong tất cả mọi việc. Trong tâm ngoài việc niệm Phật ra, không nên vương vấn lo âu bất kỳ điều gì. Được như vậy, khi lâm chung mới không bị chướng ngại. Nếu hiện nay vẫn còn nhiều việc lo toan, việc gì cũng ôm vào lòng, không chịu buông xuống, đến lúc lâm chung, cái tâm tham luyến tài sản, nhà cửa danh lợi và cả con cháu hiện ra, làm sao mà vãng sanh Tây Phương được chứ? Chẳng những không thể vãng sanh Tây Phương, một đời thủ tiết niệm Phật, làm mọi thứ phước thiện, làm mọi thứ trở thành nghiệp báo, thật uổng phí một đời người. Bạn hiện nay chưa có trí huệ, tuy vẫn thường tinh tấn niệm Phật, vẫn siêng năng giúp người làm phước, nếu trong tâm không quyết định cầu sanh Tây Phương, qua đời sau sẽ được hưởng phước, nhất định sẽ bị phước nó làm mê mờ rồi, lại tạo đủ thứ ác nghiệp. Một khi ác nghiệp xảy ra, chắc chắn phải đọa xuống địa ngục làm ngạ quỷ hoặc làm súc sanh để chịu khổ. Cái khổ to lớn này đều do đời này niệm Phật không biết cầu sanh Tây Phương mà cảm chiêu lấy. Tôi thấy tội nghiệp bạn, e là sau này lâm vào những cảnh trên, nên bày ra phương pháp cứu giải bạn. Nếu bạn chịu làm theo lời của tôi, sẽ không bị phước nó gây nên họa. Hiện nay tuy vẫn còn khỏe mạnh, cũng phải nghĩ mình sắp chết rồi, vô thường muốn đến là đến ngay. Những đồ dùng áo quần cần thiết thì để mặc, còn những tư trang yêu thích nên chia đều cho con cháu, chia cho người khác. Riêng tài sản đắt giá, nhà cửa xe cộ nên đem hết ra chia cho người hoạn nạn, xong đem công đức hồi hướng vãng sanh. Nếu tâm thức còn hạn hẹp, chưa được mở rộng, còn luyến tiếc cho người khác, thì nên đem những thứ đó chia đều cho con cái, cho người thân. Trong người quyết định không lưu trữ những đồ vật khiến mình khởi tâm tham luyến. Ngay cả tiền dưỡng già, nhà cửa đất đai cũng nên giao cho con cháu, giao hết một cách triệt để, buông bỏ một cách triệt để. Trong tâm ngoài câu Phật hiểu ra, không để một chút ý niệm nào khác. Ngay cả cái thân này cũng không cần tính toán sau khi chết phải an táng nó như thế nào, chôn cất nơi đâu. Ngay cả đến con cháu cũng phải xem họ như người xa lạ, có như thế mới quyết tâm niệm Phật. Không nên bận tâm chuyện tốt xấu của chúng nó, chỉ lo niệm Phật, niệm ông Phật của chính mình, trong lòng trông chờ Phật đến tiếp dẫn mình vãng sanh Tây Phương. Bạn có thể đi theo lời của tôi mà làm tất cả mọi sự đều buông xuống hết. Đến lúc lâm chung, tự nhiên chạm đến Phật, đích thân Ngài đến đón bạn về Tây Phương. Nếu như mãi tham luyến mọi thứ, nào là tài sản, nhà cửa đất đai, tiền bạc nữ trang quần áo, rồi tham luyến cả con cái cháu chắt, tham luyến cái tình cảm của thế gian, sẽ không bao giờ vãng sanh Tây Phương được. Một khi không vãng sanh Tây Phương được, đời sau chắc gì được hưởng phước. Nếu có được phước rồi lại tạo nghiệp, khi hơi thở không còn, chắc quyết đọa tam đồ, do ác nghiệp mà làm mê mờ, làm chướng ngại tâm thức không sáng suốt. Cho dù Phật sống có đến cứu bạn cũng không thể cứu nổi. Như thế có phải là tội nghiệp quá không? Mong bạn tin lời tôi nói. Thật là không gì hơn hạnh bằng những bạn đồng tu đã lớn tuổi của chúng ta nên suy nghĩ kỹ về đại sự sinh tử của chính mình. Thời gian trôi qua, không biết chừng trong vài năm nữa thôi, vô thường đến với ta. Đến khi chết chẳng có tin tức gì về việc vãng sanh Tây Phương. Thật nên suy nghĩ kỹ càng. Giá như lúc bình thường không nương tựa A Di Đà Phật, không có tập luyện câu Phật hiệu, khi chết không có chủ trương đi về đâu, như vậy vẫn phải tiếp tục luân hồi. Nếu như nghiệp ác nó phát động dẫn xuống tam đồ thì phải chịu khổ. Cái khổ đến hàng ngàn vạn kiếp trong ác đạo rồi. Hãy xem trong thành phố của chúng ta, mỗi một ngày có biết bao người chết, đừng nói chi đến việc vãng sanh Tây Phương. Ngay cả sanh thiên, 100.000 người chưa được một người. Lại trong những người tu hành, nếu cầu sanh Tây Phương, có bao nhiêu người được liễu sanh tử? Hiện giờ bạn đã có hy vọng chắc chắn chưa? Chuẩn bị khi lâm chung làm thế nào để thông qua? Đời người đa phần thời gian cứ thế mà trôi qua. Phải biết tính kỹ cho bài toán này trong cuộc đời. Tu hành tiến bộ được bao nhiêu, phiền não giảm bớt được bao phần, nghiệp chướng đã tiêu trừ được mấy phần rồi. Cứ đặt kế hoạch 5 năm, 3 năm mà tính. 5 năm trước tiến bộ được bao nhiêu, từ đây trở đi chỉ còn lại 3 năm hoặc vài năm nữa thôi. Thể lực, thính lực mỗi năm một lúc suy yếu dần. Cái bệnh khổ của tuổi già thì mỗi năm một nhiều hơn, càng lúc càng trầm trọng. Nếu không nắm chặt thời gian này để dốc lòng tích lũy, không đủ duyên phận mà bản sanh. Một bước sai lầm sẽ tạo sai lầm càng lớn cả ngàn vạn lần. Xin nghĩ cho kỹ, đến giây phút lâm chung, tự mình đạt đến cảnh giới sinh tử tự tại. Lại nghĩ, nếu hiện giờ bị một trận bệnh nặng, trong tâm có bị loạn hay chăng? Lúc còn sống bị bệnh nặng, đã hoảng loạn hoảng hốt rồi, trong tâm không tự làm chủ được, huống hồ khi chết. Lâm chung tứ đại phân rã, đau đớn như con bò sống bị lột da. Nếu không phải là người đại tu hành thì làm sao có thể vượt qua một cách dễ dàng thông thả chứ? Hãy nghĩ lại, trong cả đời người này, ta có dám đảm bảo chỉ có thiện nghiệp mà không có ác nghiệp chăng? Hãy xem trong đời sống hàng ngày, tâm nghĩ, miệng nói, thân làm đã tạo nên biết bao nghiệp rồi. Khi lâm chung, nếu như ác nghiệp phát động, liền dẫn tâm ta kéo xuống tam ác đạo. Một khi đầu thai vào, ngàn vạn kiếp mà khó thoát thân. Nên biết đọa vào tam ác đạo, nhận lãnh quả báo đau khổ, sẽ tiếp tục khơi dậy cái tâm xấu ác. Như thế nghiệp cũ chưa trả hết mà lại trồng thêm nghiệp mới, cứ thế mà luân chuyển, không có điểm dừng. Thật quá đáng sợ phải không? Vạn kiếp lai mà thoát thân, nghĩa là 7 Phật ra đời vẫn còn thân kiến, 8 vạn kiếp rồi chưa thoát thân bồ câu. Nghĩ đến những việc này thật sợ đến toát cả mồ hôi, dựng đứng cái chân tóc. Làm sao mà không động lòng nôn ruột chứ? Khi cái chết đã đến, cha mẹ không thể cứu bạn, con cái cũng không thể cứu bạn. Bạn dùng ánh mắt nhìn những người xung quanh đứng bên cạnh mình. Ai là người bạn có thể nương tựa? Giờ đây chỉ có A Di Đà Phật mới có thể cứu độ bạn, nhiếp thọ bạn, bảo vệ và thành tựu cho bạn. Điều này chẳng phải là rõ ràng lắm rồi sao? Sanh tử đại sự không ai có thể giúp mình, chỉ có thể nương nhờ A Di Đà Phật giúp chúng ta vãng sanh thế giới cực lạc. Khi đã hiểu rõ điều này, đã lựa chọn rồi thì phải nhất tâm nhất trí, một lòng một dạ niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Thật sự là không còn con đường thứ hai nào khác cho chúng ta, không còn địa điểm thứ hai nào khác cho chúng ta nương về. Muôn ngàn lần trân quý, trong lúc mắt ta còn sáng, chân ta còn bước đi được, thính lực vẫn còn, thể lực đang khỏe mạnh, gấp rút dùng hết tâm thân nương vào A Di Đà Phật, khẩn cầu Phật thương xót từ sớm đến tối, tha thiết cầu nguyện với Ngài liên tục, không bỏ phí một phút giây nào. Nếu như không trân quý pháp môn này, không nương tựa một cách vững chắc, khó mà tránh được sai lầm một cách hồ đồ. Suốt ngày từ sáng đến tối, sống qua loa qua ngày, chớp mắt là mấy mươi năm qua mau. Đến sau cùng bệnh tật dày vò tấm thân này, xác thân tâm hồn này nằm liệt trên giường. Miệng muốn niệm Phật thì không ra nổi tiếng, muốn nghe theo tiếng Phật hiệu cũng nghe không rõ. Lúc này hối hận thì đã muộn rồi, cơ hội đã vụt mất rồi. Nên thường xuyên suy nghĩ thời gian còn lại của mình không còn nhiều nữa, giống như ngọn đèn tàn trước gió, có thể bị dập tắt lúc nào không hay, cũng như hạt sương trên cỏ. Mặt trời vừa ló dạng, sương mù liền bốc hơi, hoặc như bong bóng trên mặt nước, gió vừa thổi liền vỡ tan, hoặc như tia lửa của cục đá mài vừa xẹt ra thì biến mất ngay. Cái thân thể hư giả này về tuổi xế chiều cứ mãi suy nghĩ hoài, không sáng thì tối, không thể nóng lòng chột dạ. Đời người nhiều lắm chỉ 100 năm. Này tuổi đã già rồi, phải mở rộng tâm ra, nhìn thấu thế gian này như một vở kịch. Có cái gì là thật đâu chứ? Trên sân khấu ai cũng có thể đóng nhiều vai trò khác nhau, có vai nào là thật? Toàn là giả tạm mà. Cuộc đời chúng ta cũng như vậy, cũng đang diễn những vở kịch, đóng vai vợ chồng, vai cha mẹ và cả vai hận thù, vai trò gia đình hay các loại sự nghiệp này. Đã già rồi nên biết mọi thứ trên đời đều như một vở tuồng, không thật chút nào. Chớ có cố chấp, thời gian của tuổi già không còn nhiều nữa, có thể chỉ vài ba năm. Cái thời gian ngắn ngủi này phải sống như thế nào đây? Phải lấy câu A Di Đà Phật tiêu khiển thời gian, lấy thế giới cực lạc làm quê hương, để ta nương về, để mai sau vãng sanh Tây Phương. Đây là việc vui sướng biết bao, hạnh phúc biết bao. Nghĩ được như vậy, thường sanh tâm hoan hỷ, không sanh tâm phiền não. Nếu như gặp việc gì bất như ý, tâm phiền não khởi lên, lập tức chuyển tâm qua cầu A Di Đà Phật, khởi lên câu Phật hiệu, tự phản chiếu và nghĩ rằng ta là người của thế giới A Di Đà Phật, đâu phải là người ở thế gian này. Nghĩ như vậy, ta có thể chuyển giận thành vui, vui vui vẻ vẻ niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chuyện đời chớ có xen vào, lo âu nhiều quá, chớ tranh đua hơn thua với người. Làm được như vậy mới là người có trí tuệ, tự mình được hưởng an lạc tự tại. Hiện nay con cái đa phần không biết hiếu thuận. Nếu con cái trong nhà đối xử với cha mẹ không tốt, đôi lúc bị con làm khổ, hoặc ở ngôi nhà quá sập sệ, thậm chí phải làm việc quá nhiều, lo lắng cho con cái thái quá. Những thứ này đều không nên quá để ý, phải nhiếp tâm niệm Phật. Nếu không, bạn càng nghĩ sẽ càng giận, càng cảm thấy tủi thân. Muốn tâm không khổ thì phải nhiếp tâm niệm A Di Đà Phật. Nghĩ như vậy rồi sẽ càng niệm càng hoan hỷ. Sau khi biết được đạo lý này, phải luôn luôn nương cầu Phật hiệu, không nên lìa bỏ. Chỉ cần trong tâm bạn có Phật, mọi thứ đều sẽ biến thành tốt đẹp. Ngay cả trong một ngôi nhà nhỏ tồi tàn, niệm đến khi trở thành hương quang trang nghiêm. Tốt nhất lúc làm việc nhà, vừa niệm Phật cũng là làm việc nhà rất vui vẻ. Khi đó chỉ cần nhất tâm niệm Phật, không nghĩ ngợi lo lắng lung tung, không nghĩ ngợi nhiều những chuyện khác, sẽ thoát ly được cái khổ nhỏ của đời người. Chẳng những thế, ngay cả cái đại khổ của sanh tử cũng có thể thoát ly. Đến lúc lâm chung, A Di Đà Phật đến đón về, thế giới cực lạc tốt biết bao. Cho nên phải buông xả để giúp tâm niệm Phật, không cần đợi sau khi vãng sanh. Ngay bây giờ thường tưởng niệm niềm vui an lạc này. Thưa các bác lớn tuổi, chỉ cần một lòng một dạ niệm câu Phật hiệu A Di Đà Phật, không lúc nào bỏ quên. Cho dù phải làm nhiều việc nhà cũng sẽ cảm thấy không khổ cực. Khi niệm Phật, tâm ta hoan hỷ thì làm bất cứ việc gì cũng cảm thấy rất vui, nhìn thấy ai cũng vui. Mỗi ngày mỗi đêm không việc gì mà không vui cả. Cho nên tuổi già muốn được an vui thì không nên rời câu Phật hiệu. vừa rời khỏi Phật, trong tâm khởi lên vô minh phiền não, liền rơi vào cái khổ ngay. Nếu như có thể nhất tâm, có thể kiên trì niệm câu Phật hiệu này, không cần thời gian lâu lắm sẽ đạt đến chỗ vừa làm vừa niệm không gián đoạn. Được như vậy, nỗi khổ trong tâm mỗi lúc càng ít đi, càng ngày càng an lạc hơn. Cho nên cần phải suy nghĩ kỹ, nếu dùng câu Phật hiệu để sống qua tuổi già này hay không. Bây giờ chúng ta nói đến làm thế nào để giải quyết tuổi già. Ngay trong câu Phật hiệu mà để giải quyết. Hiện nay người già khắp nơi rất cô đơn. Nếu có thể đặt trọn tâm tư vào câu Phật hiệu, để tâm mình tương ưng với tâm Phật, thì được thoát khổ, được giải thoát phiền não. Con cái không được như ý, muốn làm thế nào để không khổ não? Chính là niệm A Di Đà Phật. Niệm quen rồi sẽ không nghĩ đến chuyện thế gian nữa, như vậy hết khổ ngay. Ngược lại, không niệm A Di Đà Phật, tâm không chỗ nương tựa, luôn duyên theo chuyện con cái, như thế sẽ rất khổ. Do đó cần phải đổi tâm trở lại niệm Phật. Được sự gia trì của Phật, duyên vào trong tâm, tâm sẽ có chỗ nương tựa. Rất nhiều người già quanh năm niệm Phật, tai thính mắt sáng, sự suy tư rất minh mẫn sáng suốt, giả lại cuộc sống có nhiều hy vọng, không bị tuyệt vọng bởi cái chết khi về già. Cho nên niệm Phật là một pháp môn đại an lạc. Vừa nghĩ đến lúc lâm chung có A Di Đà Phật đến đón, nghĩ đến việc sinh tử của mình nhất định được vãng sanh, trong tâm tràn đầy niềm tin cùng với tất cả niềm vui trong niệm Phật có sẵn trong lòng. Khi về già, trong tâm không còn buồn khổ. Tuy thân thể khó tránh một số bệnh khổ, tuy có câu Phật hiệu rồi sẽ thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Có thể niệm A Di Đà Phật thì có tương lai, có hy vọng rồi. Nếu không niệm Phật, khó mà tránh khỏi những thứ khổ từ pháp thế gian, từ các phương diện khác đưa tới, đặc biệt là sự buồn tẻ cô đơn, sự bất hiếu của con cháu, sự tuyệt vọng sợ hãi xâm chiếm hết cả tâm trí khi về già. Làm cách nào để trực diện giải quyết phiền não? Xã hội ngày nay khác với xã hội ngày xưa. Ngày xưa còn mấy đời gia đình sum vầy, sống chung ở cùng với nhau. Thời nay người già càng lúc càng cô độc. Con cái đa phần không có hiếu, không sống chung, ít qua lại thăm luyến người già. Tuy nhiên chúng ta có câu Phật hiệu thì không sao rồi, vì từng ý niệm của chúng ta cùng ở với Phật. Những thứ vừa rồi sẽ không thành vấn đề nữa. Người già vẫn cảm thấy đơn chiếc chính là do tư tưởng không mở rộng. Đau khổ của người già vì nhìn thấy con cái bất hiếu, không đến thăm viếng, không hỏi thăm, chúng mãi mê vào công việc, vào danh lợi, không nói chuyện với mình. Trong tâm người già cảm thấy lạnh lẽo trống vắng. Nếu có thể đặt hết tâm tư ở nơi Phật, một lòng một dạ nương tựa Phật, Phật sẽ không rời bỏ chúng ta. Như thế tâm ta sẽ nhẹ nhàng vui vẻ, rất trong sáng. Niềm vui này không cần điều kiện ban tặng, không cần điều kiện bên ngoài, chỉ cần trong tâm luôn giữ câu Phật hiệu. Đây chính là linh đơn hoan hỷ. Có người trong lúc về già đạt được niềm an vui mà suốt mấy mươi năm qua không đạt được. Niềm vui này không phải do con cái thành đạt hay con biết hiếu thảo, hoặc được món ăn ngon, nhà ở cao sang, cũng không phải do quần áo mặc đẹp hay được ở nhà lớn nhà to sang trọng mà có được. Niềm an vui này không có niềm an vui nào mà cả thế gian sánh bằng. Cho nên phải biết làm người già có trí huệ. phải biết đặt tâm ở câu A Di Đà Phật, tất cả mọi vấn đề đều có thể giải quyết. Lại nữa, người già có thể mắc những căn bệnh mãn tính, bệnh lãng trí, tai biến, vì tuổi già sức khỏe rất kém, khó tránh khỏi sự vô thường của thế gian. Làm cách nào để đề phòng? Vẫn một lòng một dạ niệm A Di Đà Phật, cầu nguyện A Di Đà Phật, cầu Phật gia hộ. Nếu hết lòng nương tựa Phật, tuổi già của mình sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. A Di Đà Phật từ bi, lâm chung có thể chỉ điểm. Đương nhiên, trước lúc lâm chung cũng có thể giúp bạn giảm những bệnh tật, nhưng chính bản thân bạn phải tự mình chịu làm mới được. Cho nên tuổi già rồi chớ có lo chuyện thế gian, chuyện con cái quá nhiều. Ấn Tổ khai thị là chuyện sinh kế của gia đạo, chuyện con cháu nên để sang một bên. Nếu lúc ta 60-70 tuổi qua đời thì con cháu đến nay chúng vẫn tiếp tục làm người phải không? Bây giờ ta chỉ lo niệm Phật, chuyện sinh tử vốn con cháu không thể giúp ta giải quyết chuyện sinh tử, há gì ta phải để chúng ảnh hưởng đến chuyện sinh tử của chính mình? Nếu bạn nghĩ được như vậy, tự nhiên bạn sẽ nhiếp tâm mà niệm Phật. Đời nhà Đường có một nhà thơ bạch cư vị để lại vài câu nói: ta đã hơn 70 tuổi rồi, không còn làm thơ được nữa, mắt đã mờ, xem kinh rất khó, muốn làm phước cái thân suy yếu này không thể bôn ba tới lui dễ dàng được. Tâm trạng tuổi già này làm sao có thể sống qua ngày qua đêm, tâm ký thác nơi đâu đây? Chính là một câu A Di Đà Phật, đi cũng A Di Đà Phật, ngồi cũng A Di Đà Phật, dù bận rộn cỡ nào vẫn không bỏ câu A Di Đà Phật. Trời đã bắt đầu tối rồi, con đường về nhà vẫn còn xa xôi trường biển. Đời này của ta đã trôi qua rồi, bắt đầu từ bây giờ, từ sáng đến tối phải lấy tâm thanh tịnh để niệm A Di Đà Phật. Câu Phật hiệu là bảo vật như ý, không thể nghĩ bàn, có thể cho ta lìa mọi thứ lợi ích của thế gian, xúc thế gian. Nó có thể giải trừ mọi nguy nan của thế gian, có thể trừ độc, trị bệnh và có thể giải trừ sinh tử khổ đau phiền não, cứu vớt con người từ trong sinh tử luân hồi, chuyển phàm thành thánh. Tóm lại, tất cả mọi sự việc có thể dùng câu Phật hiệu này để giải quyết vấn đề then chốt, là ta phải có niềm tin chân thật. Vì sao phải nói như vậy? Bởi vì người già dễ gặp bệnh khổ, gặp những chuyện xảy ra bất ngờ. Lúc đó phản ứng đầu tiên nên đề câu Phật hiệu lên trên cùng. Thí dụ khi gặp nguy nan phải làm sao? Liền muốn xả vạn duyên, nhất tâm nhất ý niệm Phật, niệm A Di Đà Phật, cầu Phật từ bi tiếp dẫn mình vãng sanh. Điều này trong lúc bình thường phải cần tập luyện cho thành thục. Một số người không có nhận thức sâu sắc với câu danh hiệu, thường hay mê tín tới những khoa học kỹ thuật, những thứ không giúp ích được khi về già. Họ không biết câu Phật hiệu có một quy luật không thể nghĩ bàn. Phật hiệu là cảnh giới hóa, cho nên cần phải sanh niềm tin cực đại với danh hiệu A Di Đà Phật, dụng tâm hoan hỷ niệm Phật hiệu. Nếu có tính tâm một cách trọn vẹn thì được giá trị cũng trọn vẹn. Hơn thế nữa, giá trị này cực kỳ không nghĩ bàn. Hiện nay ai cũng biết có tiền thì có thể mua nhà, mua xe, mua nhà cửa đất đai, có một cuộc sống sung túc thoải mái, nên mọi người rất có niềm tin với tiền bạc và cả danh lợi, rồi dốc sức đi kiếm tiền. Thật ra chúng ta nên tin tưởng vào lợi ích bất khả tư nghị của câu Phật hiệu. Nếu chúng ta dốc lòng toàn tâm toàn ý toàn lực chỉ niệm Phật, sẽ được lợi ích chân thật không hư vọng. Đó chính là lợi ích trong đời này được giải thoát. Thật là đơn giản, dễ dàng tiện lợi, không cần bất cứ điều kiện ngoại lai nào. Chỉ cần người nào chịu trì niệm thì người đó liền được lợi ích bất khả tư nghị. Lợi ích là vô thượng diệu dụng Phật bảo A Di Đà Phật, dùng để cứu độ tất thảy chúng sanh. Vấn đề then chốt là chúng ta có niềm tin chắc quyết với câu danh hiệu và có thể kiên trì hay không. Nếu được thì mọi thứ trở nên thuận lợi, cộng thêm vào đó sự hạnh nguyện quyết chí vãng sanh, nhất định sẽ được vãng sanh Tây Phương. Những người già chúng ta nay đã lớn tuổi rồi, thời gian không còn nhiều nữa, phải biết khéo sử dụng một chút thời gian còn lại quý báu này. Nếu trong tâm mình tin tưởng A Di Đà Phật, nhất tâm muốn đi đến thế giới cực lạc, từ sớm đến tối bỏ hết thời gian ra niệm Phật, nhất định sẽ được vãng sanh. Nếu không biết khéo sử dụng thời gian, chỉ lo chạy đông chạy tây, lo cho danh lợi, lo cho con cái, việc gì cũng muốn học, muốn thử, muốn làm, tâm không chuyên nhất, không có phương hướng cố định, đến lúc lâm chung tâm bấn loạn không tự chủ được, như thế thì rất nguy hiểm. Do đó, cho dù thế nào, tuổi đã cao rồi, tốt nhất lấy phương Tây Cực Lạc làm chỗ nương tựa, làm chỗ nương về. Chỉ còn vài năm sống trên thế gian nữa thôi, nhất định phải phân chia rõ ràng, cái nào là chính, cái nào là phụ. Phải đem việc vãng sanh về Tây Phương làm trọng tâm trong công việc tu hành, khiến cho lực lượng niệm Phật càng thêm sức mạnh. Sau cùng chỉ một tâm tư duy nhất với câu Phật hiệu A Di Đà Phật, một phương hướng duy nhất là về với thế giới Cực Lạc. Như vậy nhất định sẽ được tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Lời khai thị vừa nêu được Ngài Thích Tự Liễu đề xướng với Lão Hòa Thượng Tịnh Không, được nhóm đệ tử Quy thành tâm cúng dường. Bài khai thị Nhật Mộ Đồ Viễn không chỉ cho người già mà cho những người trẻ. Lời khai thị dù đã trải qua bao nhiêu năm vẫn y nguyên giá trị của Phật học. Được học Phật là phước báo viên mãn nhất của đời người. Khải Toàn khuyến nghị không chỉ các bác lớn tuổi, các bác ngoài 60 phải học thuộc. Chân thành khuyên các vị ngoài 40 nên để tâm, đặt tâm ý của chư vị vào trọn câu từ, tự thức tĩnh tâm, làm hộ pháp cho các bậc trưởng bối. Ngày nay có được bao nhiêu bác lớn tuổi an lạc tự tại, dù ở thành phố hay vùng quê, dù đã lớn tuổi hay vẫn chạy đông chạy tây, không lo cho công việc thì lo cho con cháu, đến khi lâm chung thì không còn kịp nữa rồi. Ngày nay các vị không cần phải đến các vị dưỡng lão mới có thể nhìn thấy cuộc sống cô đơn của người già. Dù là vị dưỡng lão đắt tiền hay nơi thiện nguyện, cuộc sống về già thật hiu quạnh. Không ít những vị ngoài 60 vẫn mãi mê với sự nghiệp, không an tâm buông xuống giao lại cho con cháu, sợ chúng làm hư việc, hư cơ nghiệp mình đã gầy dựng trong bao năm qua, không đành lòng buông xuống để hưởng tuổi già. Đến khi nhắm mắt xuôi tay, chợt nhận ra những thứ ấy chỉ là hư vọng, chỉ là giả tạm. Ta mãi lo cho sự nghiệp, mãi lo cho người khác mà quên tìm đường về cõi lành. Quả thật bi ai, trong lúc lâm chung thần thức không còn tỉnh táo, đời sống xưa kia mãi lo niệm tiền, niệm giận, niệm tình thân, không niệm ông Phật của chính mình. Phải chăng chẳng khác nào là người nô lệ canh giữ tiền bạc cho con cháu. Đời sống người già không mãi mê công việc thì rơi vào cô đơn buồn chán. Đa phần con cháu ngày nay chúng quá nhiều công việc, có người ngày nay lại quá mê tín vào khoa học, nghĩ rằng khoa học và tiền bạc là nhất. Chư vị tuổi còn trẻ, xin hãy bình tâm ngồi xuống quán tưởng đời sống tuổi già của cha mẹ, của ông bà mình có thật đáng buồn tẻ hay không. Đó chính là hồi chuông tỉnh thức cho chư vị. Tự mình tìm ông Phật của chính mình gia hộ, tự mình đạt đến cảnh giới tự tại, dù thành công hay thất bại, mai sau không rơi vào cảnh ngộ tuổi già cô đơn buồn chán. Hữu nhàn chân phú quý, vô sự tiểu thần tiên. Được an nhàn, đó chính là phú quý thật. Nhiều tiền bạc không tự tại là phú quý giả. Chỉ có người khai ngộ mới có thể nhận ra chân tướng sự việc này. Vì chúng sanh mãi sống trong bận rộn, làm sao được an nhàn? Cảnh giới an nhàn là vắng mặt phiền não. Trong kinh A Di Đà diễn tả cảnh giới này hoàn toàn là những bậc thượng thiện nhân. Trong đời sống thực tại, tâm ta vắng mặt mọi phiền não là đã đạt đến niết bàn. Chư vị mãi ôm công việc, mãi lo cho gia đạo, luôn để trong tâm mình sự bận rộn. Tâm quá bận rộn, không bận rộn vì sự nghiệp thì bận rộn vì người khác. Thế nhưng chẳng bao giờ tâm trí bận rộn với chính mình. Vô tình nghe tin người quen biết qua đời, tâm có phần sao động, nghĩ rằng đời người vô thường. Nhưng rồi cái tâm tỉnh thức ấy nhanh chóng tan biến, lại dấn thân vào pháp thế gian, lại bận rộn đầu tắt mặt tối, chẳng thể cho mình sự hữu nhàn chân phú quý. Không cần vô thường gõ cửa, chỉ một hôm bệnh nhẹ, toàn thân mệt nhoài, tinh thần trùng xuống, thở thôi cũng thấy mệt. Lúc này không buông cũng phải buông. Ước gì mình mau khỏe lại, không phải để chí tâm tu tập mà để tiếp tục vòng xoay danh lợi, lại đi vào con đường tạo nghiệp do mình đã chọn. Kịch bản về già chẳng khác gì cha mẹ ông bà xưa kia. Vậy chúng ta bận rộn cả một đời vì ai? Đến khi lâm chung như con vật nằm trên thớt, có muốn hồi tâm chuyển ý cũng đã muộn rồi. Phải chăng chúng ta mãi bận rộn trong kiếp được thân người này để trả những món nợ cho con cái, cho vợ chồng, cho cha mẹ, trả những món nợ cho người làm tổn thương ta? Càng sớm đặt ra câu hỏi này, trước khi sinh ra ai là ta, sau khi sinh ra ta là ai, ta đến với thế gian này vì điều gì, ta vì ai mà phải bận rộn cả đời, vì ai mà làm việc vất vả? Đó hẳn là lúc chư vị bắt đầu tìm về chân tâm, tự mình phát tâm tìm ông Phật của chính mình. Giấc ngủ, giấc mơ, mọi người phải chăng đều như nhau, thời gian làm việc cũng như nhau. Khi một người qua đời, dù giàu hay nghèo, tất thảy tài sản danh lợi họ để lại cũng chỉ là vô nghĩa, chẳng qua là tên nô lệ canh giữ tiền bạc cho con cháu. Đến cuối cùng không ai thoát khỏi được vòng luân hồi trong kiếp nhân sinh này. Đời người là ảo mộng, là những vở kịch với biết bao vai diễn. Khi tu tập đến một cảnh giới nhất định, tự ngộ ra người làm lành thì ta tán dương, người bất thiện họ đang diễn cho ta xem, để ta tránh làm điều bất thiện như họ. Họ chửi ta, mắng ta, họ chế nhạo ta như thế, sao gọi là giả? Vâng, tất thảy đều là giả. Giả dụ bạn đang xem phim, xem mạng xã hội, họ toàn là diễn viên, bạn biết rằng đó là giả. Sao bạn lại khóc? Sao bạn lại quá đổi vui mừng? Ác đạo giúp bạn đoạn phiền não, thiện đạo giúp bạn nâng thiện căn. Người bất thiện cho bạn thấy những nghịch duyên để bạn không phạm lỗi lầm từ chính mình. Người thiện duyên cho bạn thiện pháp để nâng mình thành bậc thuần thiện. Ba người đi cùng, một người ác đạo là thầy, người thiện đạo cũng là thầy, người còn lại chính là ta tự quán xét chính mình. Hãy tự mình đặt ra câu hỏi, làm thế nào để liễu sanh tử, làm thế nào thoát khỏi vòng xoay lao nhọc? mỗi ngày trôi qua, chúng ta đi gần hơn đến cái chết. Đời người phải trải qua phần đoạn sanh tử và biến dịch sanh tử. Cái sanh tử ở thân tứ đại này ai rồi cũng sẽ trải qua. Một vị thiền sư đến thăm một gia đình nọ. Họ vừa hạ sinh một bé trai khỏe mạnh tướng hảo. Vị thiền sư bảo rằng thật đáng tiếc. Cả gia đình ngạc nhiên bối rối trước lời nói của thiền sư, hỏi ngài vì sao. Vị thiền sư bảo mấy mươi năm sau rồi đứa bé này cũng sẽ qua đời, vì có thân sẽ trải qua một lần phần đoạn sinh tử. Đứa bé này lại có dung mạo tốt, lại dễ rơi vào đau khổ trong tình cảm. Càng có tài hoa càng dễ rơi vào danh lợi, quả thật đáng tiếc. Lời của vị thiền sư là chân tướng, dưới cái nhìn tự chân tâm không dễ thấu đạt. Kính thưa chư vị trung niên, chí tâm học Phật, buông xuống tâm phân biệt là con đường về cõi lành. Khi về già không cô đơn buồn chán. Ngày nay những bác lớn tuổi có đời sống ra sao, mai kia chư vị sẽ như thế ấy. Đó là tấm gương phản chiếu chân thật, không hư vọng. Ngày nay người trẻ mải mê với công việc, say đắm với thông tin truyền thông, bị cuốn vào khoa học công nghệ, không còn thời gian tâm tư cho người già, thì mai sau sự u mê này có thể lớn gấp bội. Khi ấy chư vị cầu cứu ai? Khi xung quanh những người thân toàn là những người quá bận rộn như thế. Một người đang đau khổ hỏi Khải Toàn: kính thầy, tôi phải bắt đầu học Phật từ đâu để thay đổi vận mệnh? Tôi phải làm thế nào? Đó cũng chính là câu hỏi của nhiều vị trong thời khắc tuyệt vọng. Pháp nào cũng là pháp. Khải Toàn không khuyến nghị người khác học phong thủy, không khuyến khích lao vào làm giàu. Tuy nhiên không nên phân biệt, tất thảy mọi kiến thức đều có thể dùng. Giả dụ ngày nay người biết nhiều ngoại ngữ là một lợi thế. Phật Pháp lại khác, là pháp môn có thể khiến con người đại triệt đại ngộ, giúp chúng ta lìa vọng tưởng, đoạn phiền não. Gần đây một vị sinh năm 84, nhà ở to như công viên, tài sản đất đai rất nhiều, nhưng đời sống không vui vẻ. Các dự án lớn trong vài năm gần đây đến phút cuối lại thất bại. Con cái còn nhỏ mà lại chia ly, trong lòng nặng phiền muộn. Anh bạn thân giới thiệu là một vị bằng hữu lâu năm của Khải Toàn, dẫn anh đến với hy vọng có thể khai thị, giúp tâm anh rộng mở. Người sinh năm 84 này đang trong 10 năm đại vận kém, chướng ngại là điều khó tránh. Trong đời sống hàng ngày thờ phụng thì ít lưu tâm, chưa có tâm ý hướng Phật. Bản mệnh và đời thực lại cực đoan với phong thủy và nhiều chuyện khác. Sau một buổi trò chuyện, tâm thái anh đôi phần mở rộng, đón nhận phong thủy, có tâm cầu thị Phật học. Anh đặt câu hỏi: học Phật từ đâu? Khải Toàn xin thưa, anh có thể chưa vội lưu tâm đến phong thủy, nên xem nhẹ công việc làm ăn, mở lòng sanh nhẫn với người vợ cũ. Nếu phải bắt đầu từ đâu để học Phật thì bắt đầu từ niềm tin. Tin mình, tin người, tin nhân, tin quả, tin lý, tin sự. 6 niềm tin này là con đường dẫn đến sự giác ngộ, khai mở tâm lượng như câu nói: tâm bao thái hư, lượng châu xa giới. Người có tâm lượng càng lớn, phước báo càng lớn. Tâm lượng càng hẹp, nhìn đâu cũng thấy lỗi người khác. Người không có niềm tin vào chính mình không thể xoay chuyển được vận mệnh. Người không tin người khác, nhìn đâu cũng thấy lỗi người, còn đâu thấy lỗi của chính mình. Người tin mình, tin người là người có tâm bao dung. Tâm lượng rộng lớn này có thể ôm trọn những sân hận từ người khác, chuyển chúng thành từ bi, ví như hạnh nguyện của Ngài Quán Thế Âm. Người tin vào nhân lành quả thiện, có tâm hướng thượng, làm lành tránh ác, dù có phải đón nhận thất bại ra sao, đó chính là duyên phận. từ cái nhân bao đời trước. Dù có chịu thiệt thòi, sẽ mở tâm lượng bao dung để quán xét. Thiệt thòi là phước. Người tin lý tin sự quả là người trí. Mọi sự việc xảy ra, chúng vốn không nói rằng chúng tốt hay xấu. Đủ duyên thì sinh, đủ duyên cũng sẽ diệt. Tốt hay xấu do chính tâm ta tự vọng tưởng. Mọi sự việc xảy ra đều có lý do. Vì sao họ hại bạn mà không hại người khác? Vì sao ta ở nơi này làm việc này mà không ở nơi kia làm việc kia? Tất thảy đều do duyên. Đã là duyên thì tất thảy đều hợp tình hợp lý. Vì thế, bước đầu học Phật, bạn phải trồng nhân thiện qua 6 niềm tin này. Tin mình, tin người, tin nhân, tin quả, tin lý, tin sự. Kính thưa các bác lớn tuổi, kính thưa các vị trung niên, dù mãi mê kiếm tiền, có say đắm khoa học, có hết lòng vì gia đạo hay tín tâm cúng kiến và cả dùng phong thủy, cũng nên dành thời gian mỗi ngày một thầy khóa cho sự tu tập, dành ít thời gian để thiền định, thắp lên cho tâm mình một ngọn đèn để nó sáng mãi như ngọn đèn ở núi Tu Di. Đạo em dụng là đạo trung dung. Cần từ trường lành em dùng phong thủy, thư thả tâm trí em dùng hành thiền. Người quá buồn phiền em đưa giáo pháp. Trung dung là cân bằng bên trong và bên ngoài, giúp tâm thân tự tại. Mấy ai một lần buông xuống được vạn duyên? Mấy ai có thể xoay chuyển tất cả, bỏ ngay tất cả công danh, bỏ ngay tình cảm? Mấy ai bỏ được tập khí trong một ngày? Thế thì ta buông từ từ. Lấy ví dụ việc niệm Phật hay ngồi thiền. Ban đầu niệm trong tán loạn, miệng niệm Phật mà tâm niệm tiền. Ban đầu ngồi thiền thật vất vả, hình tướng thì của một người ngồi thiền nhưng tâm thì không thiền. Chính vì thế chúng ta cần tập luyện để đạt đến cảnh giới tâm không vọng, hình tướng không phân biệt. Tâm vọng là tâm nghĩ tưởng quá nhiều, tâm phân biệt là tâm thấy tốt xấu, làm sao có thể buông xuống được. Phật Pháp cho rằng mọi đau khổ bắt đầu từ tâm phân biệt. Chính tâm phân biệt tốt xấu, hơn thua, có không trên thế gian này là hạt giống của mọi phiền não. Cảnh giới của thiền là đối đãi bình đẳng giữa cái có và cái không, giữa tốt và xấu đều như nhau. Điều này quả thật không dễ dàng với người chưa có sự luyện tập. Tuy nhiên, những ai từng trải qua thăng trầm, đó chính là nấc thang để đạt đến cảnh giới ấy. Thông qua sự tu tập chuyên cần, chúng ta chuyển hóa phiền não thành an lạc thông qua vạn pháp môn. Niệm Phật là một pháp môn thù thắng nhất. Đến khi ấy, dù chưa vãng sanh, con người vẫn có thể chạm đến thế giới cực lạc. Trong kinh A Di Đà thuyết giảng, thế giới cực lạc đại biểu cho hai phương diện: an lạc nội tâm và thịnh vượng về vật chất. Khi tâm trống vắng, mọi phiền não khổ đau chính là đang sống trong thế giới cực lạc. Kính thưa chư vị, thời gian sống không còn nhiều nữa, không ai có thể đảm bảo ngày vô thường đến, không một người nào để chư vị cầu cứu khi lâm chung. Hãy tự chính mình thắp sáng Tu Di Đăng, thắp sáng chính Tu Di Đăng trong tâm của mình, tự mình thoát khỏi vai diễn đau khổ trong kiếp đường thân người này. Khải Toàn thành tâm cúng dường bài chia sẻ này, xin chư vị mở lòng đón nhận. A Di Đà Phật. Khải Toàn tha thiết gửi đến các vị trung niên, các bác lớn tuổi và cả cha mẹ cô dì của mình lời khẩn thiết học Phật, thành tâm niệm Phật, tự đảm bảo cho mình con đường về phương Tây cực lạc. Những vị năm nay ngoài 3, 4 hay 50 tuổi, có ai đảm bảo rằng mình sẽ sống thêm nhiều năm nữa? Có ai đảm bảo rằng cha mẹ, ông bà của mình có thể sống trường thọ, có thể sống được an vui? Không ai có thể đảm bảo về thọ mạng của chính mình. Xin chư vị đồng học không có sự đầu tư nào mang lại phước báo lớn mà không rủi ro. Học Phật chính là sự đầu tư của người có trí huệ. Mỗi năm trôi qua, tuổi lớn dần, thân thể kém linh hoạt, trí nhớ kém minh mẫn, mà vẫn mãi lo nghĩ chuyện thế gian. Dù ngày đầu lập nghiệp hay tận mấy mươi năm sau, danh lợi vẫn chiếm hữu hoàn toàn tâm trí. Rồi chuyện tình cảm, chuyện con cái, không có nổi một hôm thanh tịnh, quả thật đáng thương. Chư vị hãy tưởng nhớ lại, ngày đầu mở tài khoản ngân hàng, rồi mở thẻ thứ hai, thứ ba, có bao giờ chư vị hài lòng với những con số trong tài khoản của mình? Nếu có, chỉ là những phút giây ngắn ngủi. Thời gian còn lại, chư vị mất ăn mất ngủ vì sự biến động của nó. Chúng ta đã bị danh văn lợi dưỡng lấp đầy tâm trí, cái tâm trí mỏng manh tội nghiệp này. Cuộc sống với bao chướng ngại, thân lực giới hạn, tâm tư bao phiền não. Mỗi sáng thức dậy, mỗi tối trước khi đi ngủ, có bao giờ các vị buông xuống những suy nghĩ về tiền nhà, tiền điện nước, tiền con cái, tiền góp, tiền ngân hàng và hàng trăm thứ tiền lo toan khác, khiến chúng ta thành một quả bom nổ chậm. Áp lực tiền bạc, trách nhiệm đè lên vai người trụ cột, công việc ngoài xã hội, cạnh tranh, bất kỳ một lời nói khó nghe từ người khác, lời nói khó nghe từ người thân hay một việc phát sinh ngoài mong muốn, chúng là mồi lửa kích quả bơm nổ chậm trong chúng ta. Đó chính là khơi nguồn của mọi nghiệp tội về sau. Mãi đóng vai người phiền não trong chính giấc mộng của mình. Đời người là đại mộng, mỗi giấc mơ là tiểu mộng, có vai nào thật đâu chứ. Cớ sao dành hết tâm tư tình cảm vào những vai diễn, để khi màn sân khấu khép lại, ta quay về với thực tại không còn là chính mình. Hãy thử bình tâm mà nghĩ lại xem, khi xưa đóng vai một đứa trẻ nhỏ, thấy viên kẹo, thấy món đồ chơi yêu thích, sống chết với ai lấy đi thứ đó. Được người khác khen ngoan, khen đẹp thì thích thú vui mừng, bị người chê, người cười thì giận dữ. Ngay khi vừa có chút nhận thức sự vật, cái tôi của một đứa trẻ đã trỗi dậy, dễ dàng bị lôi lên sân khấu, diễn những vai diễn mà mình không chủ động. Mười mấy năm sau, vào vai trẻ thành niên, hùng hùng hổ hổ, muốn chứng tỏ mình với cha với mẹ. Tầm 20 tuổi, đòi sống đòi chết vì tình yêu. Đến khi lập gia đình, mong mỏi hồi hộp có được đứa con. Càng về sau, khi con lớn lại càng thiếu kiên nhẫn và dễ nóng giận khi con không vâng lời. Đã lập gia đình, sự nghiệp kém thì khổ tâm, than thân trách phận. Sự nghiệp phát triển thì ngày đêm nghĩ cách giữ nó, lo sợ nó mất đi. Ngoài 40-50 tuổi, tiền bạc tài sản công danh là thứ chiếm hữu trọn tâm trí. Có ít thì buồn, mà vơi đi thì khổ. Cái buồn cái khổ này không thể đoạn. Danh lợi, tiền bạc, lời khen có khác nào viên kẹo trong mắt đứa trẻ? Vì sao không thể đoạn trừ tiền bạc, đoạn trừ danh lợi khỏi tâm của mình? Vì sao mãi ôm cái buồn cái khổ của thế gian vào lòng? Quả thật đáng thương cho kiếp được thân người này. Chẳng may vô thường gõ cửa, trong tâm chất chứa đầy oán giận, trong tâm còn luyến tiếc tài sản, linh thức không chịu rời đi. Cái phiền phức này vô cùng khó đoạn. Dù cái linh thức ấy có tìm đường tái sanh, nó sẽ đầu thai vào gia đình kém êm ấm, đầu thai theo nghiệp quả đời trước. Vì linh thức của một con người đầy oán giận, còn luyến tiếc danh lợi, sẽ tìm đến nơi có cùng tầng sống với nó, không thể đầu thai vào một gia đình phúc đức. một lần nữa thật bi ai. Chư vị bình tâm quán xét những lời Khải Toàn vừa nêu, làm hộ pháp cho cha mẹ chư vị, hồi hướng cho họ về phương Tây Cực Lạc. Từ nay chư vị nên buông xuống vạn duyên, lấy câu niệm Phật đặt trọn trong lòng. Chưa buông được một lần triệt để, hãy buông xuống từng phần. Chưa niệm Phật được trọn ngày trọn đêm thì niệm sáng niệm tối. Hãy niệm ông Phật của chính mình, tự mình tìm Phật tánh bên trong tâm của mình, tự mình tìm đường về với Phật A Di Đà. Sau đây mời chư vị nghe bài khai thị trích đoạn Nhật Mộ Đồ Viễn từ lão Hòa thượng Pháp sư Tịnh Không. Khải Toàn xin phép biên soạn thêm vài ý, có chỉnh sửa văn tự phù hợp với đa phần người Việt trẻ chúng ta. Trời đã xế bóng, đường về còn xa, người xưa có câu thành ngữ Nhật Mộ Đồ Viễn. Tạm dịch: trời đã xế bóng, đường về còn xa. Ngày xưa không có xe ra đường, muốn đến một nơi nào phải đi bộ cả ngày trời. Mặt trời xuống núi, hoàng hôn ló dạng, mà đường về vẫn còn xa, trong lòng vẫn thấy bồn chồn nao nức. Câu nói này của Ấn Quang Đại sư dẫn dụ, chỉ dụ cho người già thời gian sống không còn nhiều nữa, mà việc vãng sanh chưa có tin tức, chưa có hy vọng gì. Mặc dầu khai thị đối với những bác lớn tuổi, nhưng thực tế nó thích hợp cho mọi người trong tầng lớp xã hội của chúng ta, bao gồm cả người già lẫn người trẻ. Bởi vì trên đường Huỳnh Tuyền không phân chia già trẻ, ngoài mộ lắm kẻ vẫn còn thơ. Vô thường muốn đến là đến ngay, không người trẻ tuổi nào có thể đảm bảo mình có thể sống đến già. Mỗi người chúng ta đều là Nhật Mộ Đồ Viễn. Vì thế, thời gian không còn nhiều nữa, thế nhưng việc lớn của sanh tử vẫn chưa giải quyết xong. Bạn nay hơn 60-70 tuổi rồi, không bao lâu nữa sẽ chết. Ngay bây giờ phải sắp xếp xong tất cả mọi việc. Trong tâm ngoài việc niệm Phật ra, không nên vương vấn lo âu bất kỳ điều gì. Được như vậy thì lâm chung mới không bị chướng ngại. Nếu hiện nay vẫn còn nhiều việc lo toan, việc gì cũng ôm vào lòng, không chịu buông xuống, đến lúc lâm chung, cái tâm tham luyến tài sản, nhà cửa danh lợi và cả con cháu hiện ra, làm sao mà vãng sanh Tây Phương được chứ? Chẳng những không thể vãng sanh Tây Phương, một đời thủ tiết niệm Phật, làm mọi thứ phước thiện, làm mọi thứ trở thành nghiệp báo, thật uổng phí một đời người. Bạn hiện nay chưa có trí huệ, tuy vẫn thường tinh tấn niệm Phật, vẫn siêng năng giúp người làm phước, nếu trong tâm không quyết định cầu sanh Tây Phương, qua đời sau sẽ được hưởng phước, nhất định sẽ bị phước nó làm mê mờ rồi, lại tạo đủ thứ ác nghiệp. Một khi ác nghiệp xảy ra, chắc chắn phải đọa xuống địa ngục, làm ngạ quỷ hoặc làm súc sanh, để chịu khổ. Cái khổ to lớn này đều do đời này niệm Phật không biết cầu sanh Tây Phương mà cảm chiêu lấy. Tôi thấy tội nghiệp bạn, e là sau này lâm vào những cảnh trên, nên bày ra phương pháp cứu giải bạn. Nếu bạn chịu làm theo lời của tôi, sẽ không bị phước nó gây nên họa. Hiện nay tuy vẫn còn khỏe mạnh, cũng phải nghĩ mình sắp chết rồi, vô thường muốn đến là đến ngay. Những đồ dùng áo quần cần thiết thì để mặc, còn những tư trang yêu thích nên chia đều cho con cháu, chia cho người khác. Riêng tài sản đắt giá, nhà cửa xe cộ nên đem hết ra chia cho người hoạn nạn, xong đem công đức hồi hướng vãng sanh. Nếu tâm thức còn hạn hẹp chưa được mở rộng, còn luyến tiếc cho người khác, thì nên đem những thứ đó chia đều cho con cái, cho người thân. Trong người quyết định không lưu trữ những đồ vật khiến mình khởi tâm tham luyến. Ngay cả tiền dưỡng già, nhà cửa đất đai cũng nên giao cho con cháu, giao hết một cách triệt để, buông bỏ một cách triệt để. Trong tâm ngoài câu Phật hiểu ra, không để một chút ý niệm nào khác. Ngay cả cái thân này cũng không cần tính toán sau khi chết phải an táng nó như thế nào, chôn cất nơi đâu. Ngay cả đến con cháu cũng phải xem họ như người xa lạ, có như thế mới quyết tâm niệm Phật. Không nên bận tâm chuyện tốt xấu của chúng nó, chỉ lo niệm Phật, niệm ông Phật của chính mình, trong lòng trông chờ Phật đến tiếp dẫn mình vãng sanh Tây Phương. Bạn có thể đi theo lời của tôi mà làm tất cả mọi sự đều buông xuống hết. Đến lúc lâm chung, tự nhiên chạm đến Phật, đích thân Ngài đến đón bạn về Tây Phương. Nếu như mãi tham luyến mọi thứ, nào là tài sản, nhà cửa đất đai, tiền bạc nữ trang quần áo, rồi tham luyến cả con cái cháu chắc, tham luyến cái tình cảm của thế gian, sẽ không bao giờ vãng sanh Tây Phương được. Một khi không vãng sanh Tây Phương được, đời sau chắc gì được hưởng phước. Nếu có được phước rồi lại tạo nghiệp. Khi hơi thở không còn, chắc quyết đọa tam đồ, do ác nghiệp mà làm mê mờ, làm chướng ngại tâm thức không sáng suốt. Cho dù Phật sống có đến cứu bạn cũng không thể cứu nổi. Như thế có phải là tội nghiệp quá không? Mong bạn tin lời tôi nói. Thật là không gì hơn hạnh bằng những bạn đồng tu đã lớn tuổi của chúng ta nên suy nghĩ kỹ về đại sự sinh tử của chính mình. Thời gian trôi qua, không biết chừng trong vài năm nữa thôi, vô thường đến với ta. Đến khi chết chẳng có tin tức gì về việc vãng sanh Tây Phương. Thật nên suy nghĩ kỹ càng. Giá như lúc bình thường không nương tựa A Di Đà Phật, không có tập luyện câu Phật hiệu, khi chết không có chủ trương đi về đâu, như vậy vẫn phải tiếp tục luân hồi. Nếu như nghiệp ác nó phát động dẫn xuống tam đồ thì phải chịu khổ. Cái khổ đến hàng ngàn vạn kiếp trong ác đạo rồi. Hãy xem trong thành phố của chúng ta, mỗi một ngày có biết bao người chết. Đừng nói chi đến việc vãng sanh Tây Phương. Ngay cả sanh thiên, 100.000 người chưa được một người. Lại trong những người tu hành, nếu cầu sanh Tây Phương, có bao nhiêu người được liễu sanh tử? Hiện giờ bạn đã có hy vọng chắc chắn chưa? Chuẩn bị khi lâm chung làm thế nào để thông qua? Đời người đa phần thời gian cứ thế mà trôi qua. Phải biết tính kỹ cho bài toán này trong cuộc đời. Tu hành tiến bộ được bao nhiêu? Phiền não giảm bớt được bao phần? Nghiệp chướng đã tiêu trừ được mấy phần rồi? Cứ đặt kế hoạch 5 năm, 3 năm mà tính. 5 năm trước tiến bộ được bao nhiêu? Từ đây trở đi chỉ còn lại 3 năm hoặc vài năm nữa thôi. Thể lực, thính lực mỗi năm một lúc suy yếu dần. Cái bệnh khổ của tuổi già thì mỗi năm một nhiều hơn, càng lúc càng trầm trọng. Nếu không nắm chặt thời gian này để dốc lòng tích lũy, không đủ duyên phận mà vãng sanh. Một bước sai lầm sẽ tạo sai lầm càng lớn cả ngàn vạn lần. Xin nghĩ cho kỹ, đến giây phút lâm chung, tự mình đạt đến cảnh giới sinh tử tự tại. Lại nghĩ nếu hiện giờ bị một trận bệnh nặng, trong tâm có bị loạn hay chăng? Lúc còn sống bị bệnh nặng, đã hoảng loạn hoảng hốt rồi, trong tâm không tự làm chủ được, huống hồ khi chết. Lâm chung tứ đại phân rã, đau đớn như con bò sống bị lột da. Nếu không phải là người đại tu hành thì làm sao có thể vượt qua một cách dễ dàng thông thả chứ? Hãy nghĩ lại, trong cả đời người này, ta có dám đảm bảo chỉ có thiện nghiệp mà không có ác nghiệp chăng? Hãy xem trong đời sống hàng ngày, tâm nghĩ, miệng nói, thân làm đã tạo nên biết bao nghiệp rồi. Khi lâm chung, nếu như ác nghiệp phát động, liền dẫn tâm ta kéo xuống tam ác đạo. Một khi đầu thai vào, ngàn vạn kiếp mà khó thoát thân. Nên biết đọa vào tam ác đạo, nhận lãnh quả báo đau khổ, sẽ tiếp tục khơi dậy cái tâm xấu ác. Như thế nghiệp cũ chưa trả hết mà lại trồng thêm nghiệp mới, cứ thế mà luân chuyển, không có điểm dừng. Thật quá đáng sợ, phải không? Vạn kiếp lai mà thoát thân, nghĩa là 7 Phật ra đời vẫn còn thân kiến, 8 vạn kiếp rồi chưa thoát thân bồ câu. Nghĩ đến những việc này thật sợ đến toát cả mồ hôi, dựng đứng cái chân tóc. Làm sao mà không động lòng nôn ruột chứ? Khi cái chết đã đến, cha mẹ không thể cứu bạn, con cái cũng không thể cứu bạn. Bạn dùng ánh mắt nhìn những người xung quanh đứng bên cạnh mình. Ai là người bạn có thể nương tựa? Giờ đây chỉ có A Di Đà Phật mới có thể cứu độ bạn, nhiếp thọ bạn, bảo vệ và thành tựu cho bạn. Điều này chẳng phải là rõ ràng lắm rồi sao? Sanh tử đại sự không ai có thể giúp mình, chỉ có thể nương nhờ A Di Đà Phật giúp chúng ta vãng sanh thế giới cực lạc. Khi đã hiểu rõ điều này, đã lựa chọn rồi, thì phải nhất tâm nhất trí, một lòng một dạ, niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Thật sự là không còn con đường thứ hai nào khác cho chúng ta, không còn địa điểm thứ hai nào khác cho chúng ta nương về. Muôn ngàn lần trân quý, trong lúc mắt ta còn sáng, chân ta còn bước đi được, thính lực vẫn còn, thể lực đang khỏe mạnh, gấp rút dùng hết tâm thân nương vào A Di Đà Phật, khẩn cầu Phật thương xót từ sớm đến tối, tha thiết cầu nguyện với Ngài liên tục, không bỏ phí một phút giây nào. Nếu như không trân quý pháp môn này, không nương tựa một cách vững chắc, khó mà tránh được sai lầm một cách hồ đồ. Suốt ngày, từ sáng đến tối, sống qua loa qua ngày, chớp mắt là mấy mươi năm qua mau. Đến sau cùng, bệnh tật dày vò tấm thân này, xác thân tâm hồn này nằm liệt trên giường. Miệng muốn niệm Phật thì không ra nổi tiếng, muốn nghe theo tiếng Phật hiệu cũng nghe không rõ. Lúc này hối hận thì đã muộn rồi, cơ hội đã vụt mất rồi. Nên thường xuyên suy nghĩ thời gian còn lại của mình không còn nhiều nữa, giống như ngọn đèn tàn trước gió, có thể bị dập tắt lúc nào không hay, cũng như hạt sương trên cỏ. Mặt trời vừa ló dạng, sương mù liền bốc hơi, hoặc như bong bóng trên mặt nước, gió vừa thổi liền vỡ tan, hoặc như tia lửa của cục đá mài vừa xẹt ra thì biến mất ngay. Cái thân thể hư giả này về tuổi xế chiều, cứ mãi suy nghĩ hoài, không sáng thì tối, không thể nóng lòng chột dạ. Đời người nhiều lắm chỉ 100 năm, nay tuổi đã già rồi, phải mở rộng tâm ra, nhìn thấu thế gian này như một vở kịch. Có cái gì là thật đâu chứ? Trên sân khấu ai cũng có thể đóng nhiều vai trò khác nhau, có vai nào là thật? Toàn là giả tạm mà. Cuộc đời chúng ta cũng như vậy, cũng đang diễn những vở kịch, đóng vai vợ chồng, vai cha mẹ và cả vai hận thù, vai trò gia đình hay các loại sự nghiệp này. Đã già rồi nên biết mọi thứ trên đời đều như một vở tuồng, không thật chút nào. Chớ có cố chấp, Thời gian của tuổi già không còn nhiều nữa, có thể chỉ vài ba năm. Cái thời gian ngắn ngủi này phải sống như thế nào đây? Phải lấy câu A Di Đà Phật tiêu khiển thời gian, lấy thế giới cực lạc làm quê hương, để ta nương về, để mai sau vãng sanh Tây Phương. Đây là việc vui sướng biết bao, hạnh phúc biết bao. Nghĩ được như vậy, thường sanh tâm hoan hỷ, không sanh tâm phiền não. Nếu như gặp việc gì bất như ý, tâm phiền não khởi lên, lập tức chuyển tâm qua cầu A Di Đà Phật, khởi lên câu Phật hiệu, tự phản chiếu và nghĩ rằng ta là người của thế giới A Di Đà Phật, đâu phải là người ở thế gian này. Nghĩ như vậy, ta có thể chuyển giận thành vui, vui vui vẻ vẻ niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chuyện đời chớ có xen vào, lo âu nhiều quá, chớ tranh đua hơn thua với người. Làm được như vậy mới là người có trí huệ, tự mình được hưởng an lạc tự tại. Hiện nay con cái đa phần không biết hiếu thuận. Nếu con cái trong nhà đối xử với cha mẹ không tốt, đôi lúc bị con làm khổ hoặc ở ngôi nhà quá sập sệ, thậm chí phải làm việc quá nhiều, lo lắng cho con cái thái quá. Những thứ này đều không nên quá để ý, phải nhiếp tâm niệm Phật. Nếu không, bạn càng nghĩ sẽ càng giận, càng cảm thấy tủi thân. Muốn tâm không khổ thì phải nhiếp tâm niệm A Di Đà Phật. Nghĩ như vậy rồi sẽ càng niệm càng hoan hỷ. Sau khi biết được đạo lý này, phải luôn luôn nương cầu Phật hiệu, không nên lìa bỏ. Chỉ cần trong tâm bạn có Phật, mọi thứ đều sẽ biến thành tốt đẹp. Ngay cả trong một ngôi nhà nhỏ tồi tàn, niệm đến khi trở thành hương quang trang nghiêm. Tốt nhất lúc làm việc nhà, vừa niệm Phật cũng là làm việc nhà rất vui vẻ. Khi đó chỉ cần nhất tâm niệm Phật, không nghĩ ngợi lo lắng lung tung, không nghĩ ngợi nhiều những chuyện khác, sẽ thoát ly được cái khổ nhỏ của đời người. Chẳng những thế, ngay cả cái đại khổ của sanh tử cũng có thể thoát ly. Đến lúc lâm chung, A Di Đà Phật đến đón về, thế giới cực lạc tốt biết bao. Cho nên phải buông xả để giúp tâm niệm Phật, không cần đợi sau khi vãng sanh. Ngay bây giờ thường tưởng niệm niềm vui an lạc này. Thưa các bác lớn tuổi, chỉ cần một lòng một dạ niệm câu Phật hiệu A Di Đà Phật, không lúc nào bỏ quên. Cho dù phải làm nhiều việc nhà cũng sẽ cảm thấy không khổ cực. Khi niệm Phật, tâm ta hoan hỷ thì làm bất cứ việc gì cũng cảm thấy rất vui, nhìn thấy ai cũng vui. Mỗi ngày mỗi đêm không việc gì mà không vui cả. Cho nên tuổi già muốn được an vui thì không nên rời câu Phật hiệu. Vừa rời khỏi Phật, trong tâm khởi lên vô minh phiền não, liền rơi vào cái khổ ngay. Nếu như có thể nhất tâm, có thể kiên trì niệm câu Phật hiệu này, không cần thời gian lâu lắm sẽ đạt đến chỗ vừa làm vừa niệm không gián đoạn. Được như vậy, nỗi khổ trong tâm mỗi lúc càng ít đi, càng ngày càng an lạc hơn. Cho nên cần phải suy nghĩ kỹ, nếu dùng câu Phật hiệu để sống qua tuổi già này hay không. Bây giờ chúng ta nói đến làm thế nào để giải quyết tuổi già. Ngay trong câu Phật hiệu mà để giải quyết. Hiện nay người già khắp nơi rất cô đơn. Nếu có thể đặt trọn tâm tư vào câu Phật hiệu, để tâm mình tương ưng với tâm Phật, thì được thoát khổ, được giải thoát phiền não. Con cái không được như ý, muốn làm thế nào để không khổ não? Chính là niệm A Di Đà Phật. Niệm quen rồi sẽ không nghĩ đến chuyện thế gian nữa, như vậy hết khổ ngay. Ngược lại, không niệm A Di Đà Phật, tâm không chỗ nương tựa, luân duyên theo chuyện con cái, như thế sẽ rất khổ. Do đó, cần phải đổi tâm trở lại niệm Phật. Được sự gia trì của Phật, duyên vào trong tâm, tâm sẽ có chỗ nương tựa. Rất nhiều người già quanh năm niệm Phật, tai thính mắt sáng, sự suy tư rất minh mẫn sáng suốt, giả lại cuộc sống có nhiều hy vọng, không bị tuyệt vọng bởi cái chết khi về già. Cho nên niệm Phật là một pháp môn đại an lạc. Vừa nghĩ đến lúc lâm chung có A Di Đà Phật đến đón, nghĩ đến việc sinh tử của mình nhất định được vãng sanh, trong tâm tràn đầy niềm tin cùng với tất cả niềm vui trong niệm Phật có sẵn trong lòng. Khi về già, trong tâm không còn buồn khổ. Tuy thân thể khó tránh một số bệnh khổ, tuy có câu Phật hiệu rồi sẽ thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Có thể niệm A Di Đà Phật thì có tương lai, có hy vọng rồi. Nếu không niệm Phật, khó mà tránh khỏi những thứ khổ từ pháp thế gian, từ các phương diện khác đưa tới, đặc biệt là sự buồn tẻ cô đơn, sự bất hiếu của con cháu, sự tuyệt vọng sợ hãi xâm chiếm hết cả tâm trí khi về già. Làm cách nào để trực diện giải quyết phiền não? Xã hội ngày nay khác với xã hội ngày xưa. Ngày xưa còn mấy đời gia đình sum vầy, sống chung ở cùng với nhau. Thời nay người già càng lúc càng cô độc, con cái đa phần không có hiếu, không sống chung, ít qua lại thăm luyến người già. Tuy nhiên chúng ta có câu Phật hiệu thì không sao rồi, vì từng ý niệm của chúng ta cùng ở với Phật. Những thứ vừa rồi sẽ không thành vấn đề nữa. Người già vẫn cảm thấy đơn chiếc chính là do tư tưởng không mở rộng. Đau khổ của người già vì nhìn thấy con cái bất hiếu, không đến thăm viếng, không hỏi thăm, chúng mãi mê vào công việc, vào danh lợi, không nói chuyện với mình. Trong tâm người già cảm thấy lạnh lẽo trống vắng. Nếu có thể đặt hết tâm tư ở nơi Phật, một lòng một dạ nương tựa Phật, Phật sẽ không rời bỏ chúng ta. Như thế tâm ta sẽ nhẹ nhàng vui vẻ, rất trong sáng. Niềm vui này không cần điều kiện ban tặng, không cần điều kiện bên ngoài, chỉ cần trong tâm luôn giữ câu Phật hiệu. Đây chính là linh đơn hoan hỷ. Có người trong lúc về già đạt được niềm an vui mà suốt mấy mươi năm qua không đạt được. Niềm vui này không phải do con cái thành đạt hay con biết hiếu thảo, hoặc được món ăn ngon, nhà ở cao sang, cũng không phải do quần áo mặc đẹp hay được ở nhà lớn nhà to sang trọng mà có được. Niềm an vui này không có niềm an vui nào mà cả thế gian sánh bằng. Cho nên phải biết làm người già có trí huệ, phải biết đặt tâm ở câu A Di Đà Phật, tất cả mọi vấn đề đều có thể giải quyết. Lại nữa, người già có thể mắc những căn bệnh mãn tính, bệnh lãng trí, tai biến, vì tuổi già sức khỏe rất kém, khó tránh khỏi sự vô thường của thế gian. Làm cách nào để đề phòng? Vẫn một lòng một dạ niệm A Di Đà Phật, cầu nguyện A Di Đà Phật, cầu Phật gia hộ. Nếu hết lòng nương tựa Phật, tuổi già của mình sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. A Di Đà Phật từ bi, lâm chung có thể chỉ điểm. Đương nhiên trước lúc lâm chung cũng có thể giúp bạn giảm những bệnh tật, nhưng chính bản thân bạn phải tự mình chịu làm mới được. Cho nên tuổi già rồi chớ có lo chuyện thế gian, chuyện con cái quá nhiều. Ấn Tổ khai thị là chuyện sinh kế của gia đạo, chuyện con cháu nên để sang một bên. Nếu lúc ta 60-70 tuổi qua đời thì con cháu đến nay chúng vẫn tiếp tục làm người phải không? Bây giờ ta chỉ lo niệm Phật, Chuyện sinh tử vốn con cháu không thể giúp ta giải quyết chuyện sinh tử, há gì ta phải để chúng ảnh hưởng đến chuyện sinh tử của chính mình? Nếu bạn nghĩ được như vậy, tự nhiên bạn sẽ nhiếp tâm mà niệm Phật. Đời nhà Đường có một nhà thơ bạch cư vị để lại vài câu nói: ta đã hơn 70 tuổi rồi, không còn làm thơ được nữa, mắt đã mờ, xem kinh rất khó, muốn làm phước cái thân suy yếu này không thể bôn ba tới lui dễ dàng được. Tâm trạng tuổi già này làm sao có thể sống qua ngày qua đêm, tâm khí thác nơi đâu đây? Chính là một câu A Di Đà Phật. Đi cũng A Di Đà Phật, ngồi cũng A Di Đà Phật, dù bận rộn cỡ nào vẫn không bỏ câu A Di Đà Phật. Trời đã bắt đầu tối rồi, con đường về nhà vẫn còn xa xôi trường biển. Đời này của ta đã trôi qua rồi, bắt đầu từ bây giờ, từ sáng đến tối phải lấy tâm thanh tịnh để niệm A Di Đà Phật. Câu Phật hiệu là bảo vật như ý, không thể nghĩ bàn, có thể cho ta lìa mọi thứ lợi ích của thế gian, xuất thế gian. Nó có thể giải trừ mọi nguy nan của thế gian, có thể trừ độc, trị bệnh và có thể giải trừ sinh tử khổ đau phiền não, cứu vớt con người từ trong sinh tử luân hồi, chuyển phàm thành thánh. Tóm lại, tất cả mọi sự việc có thể dùng câu Phật hiệu này để giải quyết vấn đề then chốt là ta phải có niềm tin chân thật. Vì sao phải nói như vậy? Bởi vì người già dễ gặp bệnh khổ, gặp những chuyện xảy ra bất ngờ. Lúc đó phản ứng đầu tiên nên đề câu Phật hiệu lên trên cùng. Thí dụ khi gặp nguy nan phải làm sao? Liền buông xả vạn duyên, nhất tâm nhất ý niệm Phật, niệm A Di Đà Phật, cầu Phật từ bi tiếp dẫn mình vãng sanh. Điều này trong lúc bình thường phải cần tập luyện cho thành thục. Một số người không có nhận thức sâu sắc với câu danh hiệu, thường hay mê tín tới những khoa học kỹ thuật, những thứ không giúp ích được khi về già. Họ không biết câu Phật hiệu có một quy lực không thể nghĩ bàn. Phật hiệu là cảnh giới hóa, cho nên cần phải sanh niềm tin cực đại với danh hiệu A Di Đà Phật, dụng tâm hoan hỷ niệm Phật hiệu. Nếu có tính tâm một cách trọn vẹn thì được giá trị cũng trọn vẹn. Hơn thế nữa, giá trị này cực kỳ không nghĩ bàn. Hiện nay ai cũng biết có tiền thì có thể mua nhà, mua xe, mua nhà cửa đất đai, có một cuộc sống sung túc thoải mái, nên mọi người rất có niềm tin với tiền bạc và cả danh lợi, rồi dốc sức đi kiếm tiền. Thật ra chúng ta nên tin tưởng vào lợi ích bất khả tư nghị của câu Phật hiệu. Nếu chúng ta dốc lòng toàn tâm toàn ý toàn lực chỉ niệm Phật, sẽ được lợi ích chân thật không hư vọng. Đó chính là lợi ích trong đời này được giải thoát. Thật là đơn giản, dễ dàng tiện lợi, không cần bất cứ điều kiện ngoại lai nào. Chỉ cần người nào chịu trì niệm thì người đó liền được lợi ích bất khả tư nghị. Lợi ích là vô thượng diệu dụng, Phật bảo A Di Đà Phật, dùng để cứu độ tất thảy chúng sanh. Vấn đề then chốt là chúng ta có niềm tin chắc quyết với câu danh hiệu và có thể kiên trì hay không. Nếu được thì mọi thứ trở nên thuận lợi, cộng thêm vào đó sự hạnh nguyện quyết chí vãng sanh, nhất định sẽ được vãng sanh Tây Phương. Những người già chúng ta nay đã lớn tuổi rồi, thời gian không còn nhiều nữa, phải biết khéo sử dụng một chút thời gian còn lại quý báu này. Nếu trong tâm mình tin tưởng A Di Đà Phật, nhất tâm muốn đi đến thế giới cực lạc, từ sớm đến tối bỏ hết thời gian ra niệm Phật, nhất định sẽ được vãng sanh. Nếu không biết khéo sử dụng thời gian, chỉ lo chạy đông chạy tây, lo cho danh lợi, lo cho con cái, việc gì cũng muốn học, muốn thử, muốn làm, tâm không chuyên nhất, không có phương hướng cố định, đến lúc lâm chung, tâm bấn loạn không tự chủ được, như thế thì rất nguy hiểm. Do đó, cho dù thế nào, tuổi đã cao rồi, tốt nhất lấy phương Tây Cực Lạc làm chỗ nương tựa, làm chỗ nương về. Chỉ còn vài năm sống trên thế gian nữa thôi, nhất định phải phân chia rõ ràng, cái nào là chính, cái nào là phụ. Phải đem việc vãng sanh về Tây Phương làm trọng tâm trong công việc tu hành, khiến cho lực lượng niệm Phật càng thêm sức mạnh. Sau cùng chỉ một tâm tư duy nhất với câu Phật hiệu A Di Đà Phật, một phương hướng duy nhất là về với thế giới Cực Lạc. Như vậy nhất định sẽ được tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Lời khai thị vừa nêu được Ngài Thích Tự Liễu đề xướng với Lão Hòa Thượng Tịnh Không, được nhóm đệ tử Quy thành tâm cúng dường. Bài khai thị Nhật Mộ Đồ Viễn không chỉ cho người già mà cho những người trẻ. Lời khai thị dù đã trải qua bao nhiêu năm vẫn y nguyên giá trị của Phật học. Được học Phật là phước báo viên mãn nhất của đời người. Khải Toàn khuyến nghị không chỉ các bác lớn tuổi, các bác ngoài 60 phải học thuộc. Chân thành khuyên các vị ngoài 40 nên để tâm, đặt tâm ý của chư vị vào trọn câu từ, tự thức tĩnh tâm, làm hộ pháp cho các bậc trưởng bối. Ngày nay có được bao nhiêu bác lớn tuổi an lạc tự tại, dù ở thành phố hay vùng quê, dù đã lớn tuổi hay vẫn chạy đông chạy tây, không lo cho công việc thì lo cho con cháu, đến khi lâm chung thì không còn kịp nữa rồi. Ngày nay các vị không cần phải đến các vị dưỡng lão mới có thể nhìn thấy cuộc sống cô đơn của người già. Dù là vị dưỡng lão đắt tiền hay nơi thiện nguyện, cuộc sống về già thật hiu quạnh. Không ít những vị ngoài 60 vẫn mãi mê với sự nghiệp, không an tâm buông xuống giao lại cho con cháu, sợ chúng làm hư việc, hư cơ nghiệp mình đã gầy dựng trong bao năm qua, không đành lòng buông xuống để hưởng tuổi già. Đến khi nhắm mắt xuôi tay, chợt nhận ra những thứ ấy chỉ là hư vọng, chỉ là giả tạm. Ta mãi lo cho sự nghiệp, mãi lo cho người khác mà quên tìm đường về cõi lành. Quả thật bi ai, trong lúc lâm chung, thần thức không còn tỉnh táo, đời sống xưa kia mãi lo niệm tiền, niệm giận, niệm tình thân, không niệm ông Phật của chính mình. Phải chăng chẳng khác nào là người nô lệ canh giữ tiền bạc cho con cháu. Đời sống người già không mãi mê công việc thì rơi vào cô đơn buồn chán. Đa phần con cháu ngày nay chúng quá nhiều công việc. Con người ngày nay lại quá mê tín vào khoa học, nghĩ rằng khoa học và tiền bạc là nhất. Chư vị tuổi còn trẻ, xin hãy bình tâm ngồi xuống quán tưởng, đời sống tuổi già của cha mẹ, của ông bà mình có thật đáng buồn tẻ hay không. Đó chính là hồi chuông tỉnh thức cho chư vị. Tự mình tìm ông Phật của chính mình gia hộ, tự mình đạt đến cảnh giới tự tại, dù thành công hay thất bại, mai sau không rơi vào cảnh ngộ tuổi già cô đơn buồn chán. Hữu nhàn chân phú quý, vô sự tiểu thần tiên. Được an nhàn, đó chính là phú quý thật. Nhiều tiền bạc không tự tại là phú quý giả. Chỉ có người khai ngộ mới có thể nhận ra chân tướng sự việc này. Vì chúng sanh mãi sống trong bận rộn, làm sao được an nhàn? Cảnh giới an nhàn là vắng mặt phiền não. Trong kinh A Di Đà diễn tả cảnh giới này hoàn toàn là những bậc thượng thiện nhân. Trong đời sống thực tại, tâm ta vắng mặt mọi phiền não là đã đạt đến niết bàn. Chư vị mãi ôm công việc, mãi lo cho gia đạo, luôn để trong tâm mình sự bận rộn. Tâm quá bận rộn, không bận rộn vì sự nghiệp thì bận rộn vì người khác. Thế nhưng chẳng bao giờ tâm trí bận rộn với chính mình. Vô tình nghe tin người quen biết qua đời, tâm có phần sao động, nghĩ rằng đời người vô thường. Nhưng rồi cái tâm tỉnh thức ấy nhanh chóng tan biến, lại dấn thân vào pháp thế gian, lại bận rộn đầu tắt mặt tối, chẳng thể cho mình sự hữu nhàn chân phú quý. Không cần vô thường gõ cửa, chỉ một hôm bệnh nhẹ, toàn thân mệt nhoài, tinh thần trùng xuống, thở thôi cũng thấy mệt. Lúc này không buông cũng phải buông. Ước gì mình mau khỏe lại, không phải để chí tâm tu tập mà để tiếp tục vòng xoay danh lợi, lại đi vào con đường tạo nghiệp do mình đã chọn. Kịch bản về già chẳng khác gì cha mẹ ông bà xưa kia. Vậy chúng ta bận rộn cả một đời vì ai? Đến khi lâm chung như con vật nằm trên thớt, có muốn hồi tâm chuyển ý cũng đã muộn rồi. Phải chăng chúng ta phải bận rộn trong kiếp được thân người này để trả những món nợ cho con cái, cho vợ chồng, cho cha mẹ, trả những món nợ cho người làm tổn thương ta? Càng sớm đặt ra câu hỏi này, trước khi sinh ra ai là ta, sau khi sinh ra ta là ai, ta đến với thế gian này vì điều gì, ta vì ai mà phải bận rộn cả đời, vì ai mà làm việc vất vả? Đó hẳn là lúc chư vị bắt đầu tìm về chân tâm, tự mình phát tâm tìm ông Phật của chính mình. Giấc ngủ, giấc mơ, mọi người phải chăng đều như nhau, thời gian làm việc cũng như nhau. Khi một người qua đời, dù giàu hay nghèo, tất thảy tài sản danh lợi họ để lại cũng chỉ là vô nghĩa, chẳng qua là tên nô lệ canh giữ tiền bạc cho con cháu. Đến cuối cùng không ai thoát khỏi được vòng luân hồi trong kiếp nhân sinh này. Đời người là ảo mộng, là những vở kịch với biết bao vai diễn. Khi tu tập đến một cảnh giới nhất định, tự ngộ ra người làm lành thì ta tán dương, người bất thiện họ đang diễn cho ta xem, để ta tránh làm điều bất thiện như họ. Họ chửi ta, mắng ta, họ chế nhạo ta như thế, sao gọi là giả? Vâng, tất thảy đều là giả. Giả dụ bạn đang xem phim, xem mạng xã hội, họ toàn là diễn viên, bạn biết rằng đó là giả. Sao bạn lại khóc? Sao bạn lại quá đổi vui mừng? Ác đạo giúp bạn đoạn phiền não, thiện đạo giúp bạn nâng thiện căn. Người bất thiện cho bạn thấy những nghịch duyên để bạn không phạm lỗi lầm từ chính mình. Người thiện duyên cho bạn thiện pháp để nâng mình thành bậc thuần thiện. Ba người đi cùng, một người ác đạo là thầy, người thiện đạo cũng là thầy, người còn lại chính là ta tự quán xét chính mình. Hãy tự mình đặt ra câu hỏi, làm thế nào để liễu sanh tử, làm thế nào thoát khỏi vòng xoay lao nhọc? Mỗi ngày trôi qua, chúng ta đi gần hơn đến cái chết. Đời người phải trải qua phần đoạn sanh tử và biến dịch sanh tử. Cái sanh tử ở thân tứ đại này ai rồi cũng sẽ trải qua. Một vị thiền sư đến thăm một gia đình nọ, họ vừa hạ sinh một bé trai khỏe mạnh tướng hảo. Vị thiền sư bảo rằng thật đáng tiếc. Cả gia đình ngạc nhiên bối rối trước lời nói của thiền sư, hỏi ngài vì sao. Vị thiền sư bảo mấy mươi năm sau rồi đứa bé này cũng sẽ qua đời, vì có thân sẽ trải qua một lần phần đoạn sinh tử. Đứa bé này lại có dung mạo tốt, lại dễ rơi vào đau khổ trong tình cảm, càng có tài hoa càng dễ rơi vào danh lợi, quả thật đáng tiếc. Lời của vị thiền sư là chân tướng, dưới cái nhìn tự chân tâm không dễ thấu đạt. Kính thưa chư vị trung niên, chí tâm học Phật, buông xuống tâm phân biệt là con đường về cõi lành, khi về già không cô đơn buồn chán. Ngày nay những bác lớn tuổi có đời sống ra sao, Mai kia chư vị sẽ như thế ấy. Đó là tấm gương phản chiếu chân thật, không hư vọng. Ngày nay người trẻ mãi mê với công việc, say đắm với thông tin truyền thông, bị cuốn vào khoa học công nghệ, không còn thời gian tâm tư cho người già, thì mai sau sự u mê này có thể lớn gấp bội. Khi ấy chư vị cầu cứu ai? Khi xung quanh những người thân toàn là những người quá bận rộn như thế. Một người đang đau khổ hỏi Khải Toàn: Kính Thầy, tôi phải bắt đầu học Phật từ đâu để thay đổi vận mệnh? Tôi phải làm thế nào? Đó cũng chính là câu hỏi của nhiều vị trong thời khắc tuyệt vọng. Pháp nào cũng là Pháp. Khải Toàn không khuyến nghị người khác học phong thủy, không khuyến khích lao vào làm giàu. Tuy nhiên, không nên phân biệt. Tất thảy mọi kiến thức đều có thể dùng. Giả dụ ngày nay người biết nhiều ngoại ngữ là một lợi thế. Phật Pháp lại khác, là pháp môn có thể khiến con người đại triệt đại ngộ, giúp chúng ta lìa vọng tưởng, đoạn phiền não. Gần đây, một vị sinh năm 84, nhà ở to như công viên, tài sản đất đai rất nhiều, nhưng đời sống không vui vẻ. Các dự án lớn trong vài năm gần đây đến phút cuối lại thất bại. Con cái còn nhỏ mà lại chia ly, trong lòng nặng phiền muộn. Anh bạn thân giới thiệu là một vị bằng hữu lâu năm của Khải Toàn, dẫn anh đến với hy vọng có thể khai thị, giúp tâm anh rộng mở. Người sinh năm 84 này đang trong 10 năm đại vận kém, chướng ngại là điều khó tránh. Trong đời sống hàng ngày, thờ phụng thì ít lưu tâm, chưa có tâm ý hướng Phật. Bản mệnh và đời thực lại cực đoan với phong thủy và nhiều chuyện khác. Sau một buổi trò chuyện, tâm thái anh đôi phần mở rộng, đón nhận phong thủy, có tâm cầu thị Phật học. Anh đặt câu hỏi: học Phật từ đâu? Khải Toàn xin thưa, anh có thể chưa vội lưu tâm đến phong thủy, nên xem nhẹ công việc làm ăn, mở lòng sanh nhẫn với người vợ cũ. Nếu phải bắt đầu từ đâu để học Phật, thì bắt đầu từ niềm tin. Tin mình, tin người, tin nhân, tin quả, tin lý, tin sự. 6 niềm tin này là con đường dẫn đến sự giác ngộ, khai mở tâm lượng như câu nói: tâm bao thái hư, lượng châu xa giới. Người có tâm lượng càng lớn, phước báo càng lớn. Tâm lượng càng hẹp, nhìn đâu cũng thấy lỗi người khác. Người không có niềm tin vào chính mình, không thể xoay chuyển được vận mệnh. Người không tin người khác, nhìn đâu cũng thấy lỗi người, còn đâu thấy lỗi của chính mình. Người tin mình, tin người là người có tâm bao dung. Tâm lượng rộng lớn này có thể ôm trọn những sân hận từ người khác, chuyển chúng thành từ bi, ví như hạnh nguyện của Ngài Quán Thế Âm. Người tin vào nhân lành quả thiện, có tâm hướng thượng, làm lành tránh ác, dù có phải đón nhận thất bại ra sao, đó chính là duyên phận từ cái nhân bao đời trước. Dù có chịu thiệt thòi, sẽ mở tâm lượng bao dung để quán xét. Thiệt thòi là phước. Người tin lý tin sự quả là người trí. Mọi sự việc xảy ra, chúng vốn không nói rằng chúng tốt hay xấu. Đủ duyên thì sinh, đủ duyên cũng sẽ diệt. Tốt hay xấu do chính tâm ta tự vọng tưởng. Mọi sự việc xảy ra đều có lý do. Vì sao họ hại bạn mà không hại người khác? Vì sao ta ở nơi này làm việc này mà không ở nơi kia làm việc kia? Tất thảy đều do duyên. Đã là duyên thì tất thảy đều hợp tình hợp lý. Vì thế, bước đầu học Phật, bạn phải trồng nhân thiện qua 6 niềm tin này: tin mình, tin người, tin nhân, tin quả, tin lý, tin sự. Kính thưa các bác lớn tuổi, kính thưa các vị trung niên, dù mãi mê kiếm tiền, có say đắm khoa học, có hết lòng vì gia đạo hay tính tâm cúng kiến và cả dùng phong thủy, cũng nên dành thời gian mỗi ngày một thầy khóa cho sự tu tập, dành ít thời gian để thiền định, thắp lên cho tâm mình một ngọn đèn để nó sáng mãi như ngọn đèn ở núi Tu Di. Đạo em dụng là đạo chung dung, cần từ trường lành em dùng phong thủy, thư thả tâm trí em dùng hành thiền, người quá buồn phiền em đưa giáo pháp. Chung dung là cân bằng bên trong và bên ngoài, giúp tâm thân tự tại. Mấy ai một lần buông xuống được vạn duyên, mấy ai có thể xoay chuyển tất cả, bỏ ngay tất cả công danh, bỏ ngay tình cảm. Mấy ai bỏ được tập khí trong một ngày. Thế thì ta buông từ từ. Lấy ví dụ việc niệm Phật hay ngồi thiền. Ban đầu niệm trong tán loạn, miệng niệm Phật mà tâm niệm tiền. Ban đầu ngồi thiền thật vất vả, hình tướng thì của một người ngồi thiền nhưng tâm thì không thiền. Chính vì thế chúng ta cần tập luyện để đạt đến cảnh giới tâm không vọng, hình tướng không phân biệt. Tâm vọng là tâm nghĩ tưởng quá nhiều, tâm phân biệt là tâm thấy tốt xấu, làm sao có thể buông xuống được. Phật Pháp cho rằng mọi đau khổ bắt đầu từ tâm phân biệt. Chính tâm phân biệt tốt xấu, hơn thua, có không trên thế gian này là hạt giống của mọi phiền não. Cảnh giới trụ thiền là đối đãi bình đẳng giữa cái có và cái không, giữa tốt và xấu đều như nhau. Điều này quả thật không dễ dàng với người chưa có sự luyện tập. Tuy nhiên, những ai từng trải qua thăng trầm, đó chính là nấc thang để đạt đến cảnh giới ấy. Thông qua sự tu tập chuyên cần, chúng ta chuyển hóa phiền não thành an lạc thông qua vạn pháp môn. Niệm Phật là một pháp môn thù thắng nhất. Đến khi ấy, dù chưa vãng sanh, con người vẫn có thể chạm đến thế giới cực lạc. Trong kinh A Di Đà thuyết giảng, thế giới cực lạc đại biểu cho hai phương diện: an lạc nội tâm và thịnh vượng về vật chất. Khi tâm trống vắng, mọi phiền não khổ đau chính là đang sống trong thế giới cực lạc. Kính thưa chư vị, thời gian sống không còn nhiều nữa, không ai có thể đảm bảo ngày vô thường đến, không một người nào để chư vị cầu cứu khi lâm chung. Hãy tự chính mình thắp sáng Tu Di Đăng, thắp sáng chính Tu Di Đăng trong tâm của mình, tự mình thoát khỏi vai diễn đau khổ trong kiếp được thân người này. Khải Toàn thành tâm cúng dường bài chia sẻ này, xin chư vị mở lòng đón nhận. A Di Đà Phật.